Vâng, xin kính chào các quý vị. Đất nước hình chữ ủng ở tại châu Âu đó là đất nước Italy. Đất nước Italy thì luôn có những cái điều rất đặc biệt. Nó là một cái nôi văn hóa, là một cái nôi nghệ thuật. Với mỗi một sản phẩm của đất nước Italy sản xuất ra gần như là một kiệt tác. Và hôm nay tại Shop Audio Thiên Hà, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bộ combo đến từ nước Ý. Đầu tiên tôi thấy là với nước Ý thì luôn có những cái niềm cảm hứng khi sản xuất ra một dòng sản phẩm. Và những dòng sản phẩm của nước Ý thì bao giờ cái sự nghệ thuật tinh hoa cũng gọi là rất là tuyệt vời để dành cho các nghệ nhân của người Ý. Trước mặt các bạn đây là một dòng loa Trio Delfinus. Vâng, nếu mà dịch ra thì nó là gọi là sao bắt đầu trong dàn Continuation, tức là những vầng sao sáng. Thật là huyền diệu, thật là đẹp. Tuy chỉ là một dòng loa Boxell nhưng nó hội tụ đầy đủ các yếu tố của những bộ dàn lớn. Và dòng loa Trio này thì được làm bằng composite, tức là với cái mặt bề này thì làm bằng composite để làm thùng loa. Với những dòng composite thì nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều tới chất âm của dẫn sóng. Phần thứ hai là khi người ta cần đến một sự trang trí nghệ thuật và đẹp và hình thức thì người ta lại trang trí bằng hai lớp gỗ tự nhiên ốp sát sườn màu ốp chó. Vâng, các bạn thử ngắm thử xem đây có thấy là đúng là một kiệt tác đẹp. Từ cái mặt vân gỗ đến cái hình thức khi người ta làm kẻ để trông cho cái sản phẩm nó mềm mại, nó uyển chuyển hơn thì đã thấy lên đấy là một sự nghệ thuật rồi. Và mặt đằng trước này thì người ta cũng đã làm cái sự vắt chéo để làm cho chiếc loa nó thon gọn lại. Và với chiều cao lên đến hơn 40cm và chiều sâu thì gần 40cm. Và bề rộng này chỉ có 23cm. Nên chúng ta nhìn thấy cặp loa này nó rất là thon gọn và nó có trọng lượng lên tới 12kg. Nhưng cái điều khác biệt của dòng Trio là gì? Vâng, với một chiếc đôm rất là to khác thường, nó lên tận 3,8cm. Tức là đây hiện tại trong là một trong những chiếc chép to nhất ở trong tất cả các dòng loa. Và với dòng chép đôm này thì nó có một cái hệ thống để dẫn sóng ngắn. Thì khi đưa được này ra thì nó sẽ tạo được sự lan tỏa về âm thanh ở giải trung. Nên khi các bạn nghe những dòng loa này thì các bạn sẽ thấy cái sự hòa âm giữa giải cao và giải âm trung thì gần như là nó rất là cuộn nhau. Nên cũng thật khó phân biệt được là đâu là giải cao, đâu là giải trung, trừ khi hiện tượng cắt tần. Đó là một điều rất là hay. Còn một chút nữa thôi thì tôi sẽ nói về cái đặc tính của cái màu loa này. Còn với giải trầm thì Trio này dùng một bát 17 phân nhưng mà làm hoàn toàn bằng bột giấy. Vì bột giấy nhưng mà người ta đã được gia cường và ép ở dạng chất lượng tốt nhất. Nên nhìn các bạn nhìn thấy đây là một mặt giấy nhưng nó rất là lì. Đấy, và đây là chính là cái côn loa và là chính là cái rốn loa thì người ta đã làm ra để tránh tình trạng là đâm phinh, tức là cái độ bị nảy loa nó bị rung thì người ta đã làm thêm cái hệ thống này. Và toàn bộ hệ thống gân cao su này thì nó hơi to một chút lên cái tiếng bát nó xuống sẽ mềm và sâu hơn so với cả những cái gân loa cao su mà nó nhỏ và cứng. Đó, các bạn nhìn thấy đây. Thì cái sự mềm mại này thì nó nói đến cái giá trị chất lượng của cặp loa này. Nhìn qua cặp loa này thì các bạn sẽ thấy là cái đã là Boxell thì nếu mà thùng kín thì nó sẽ tương đối là khó đánh. Nhưng mà thực tế ra thì dòng loa này nó là loa Boxell nhưng mà lại để trên bàn giá là chính. Nên tại sao chúng tôi phải kê lên cái kệ gỗ vì lỗ thoát hơi nó nằm phía dưới này. Nên khi các bạn mà chơi những cặp loa này các bạn có thể để sát tường thì nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm tới cái màu sắc âm thanh hoặc là cái bị phản hồi âm. Và một điều rất đặc biệt hơn nữa là dòng loa Trio này là cầu loa lại cắm không theo thuận theo tự nhiên. Bình thường với những dòng loa thì đa phần là âm dương là bên đỏ là cũng ở bên phải. Nhưng riêng dòng loa Ý này thì cầu loa lại đảo ngược lên, các bạn khi cắm thì cũng nên xem và để ý kỹ một chút để mình cắm cho nó đúng. Nếu không thì nó bị alpha ra phía ngoài thì nghe âm thanh rất là buồn cười. Còn lúc trước tôi đã nói với các bạn đây là màu sắc âm thanh. Khi tôi đưa cặp loa này lên tôi đã phải thử ngay màu sắc âm thanh để được xem nó có gì đặc biệt. Thì đúng là những người Ý là người ta lại có một cái màu sắc âm thanh, tức là người ta lấy một cái âm trung trầm rất là đẹp và dày. Với một cặp loa nhỏ này thôi nhưng mà thể hiện hết cả một không gian của một phòng lớn. Tức là những cái màu sắc âm thanh. Và một điều hay hơn nữa là với những nốt gảy guitar là những cái nốt mà nó dễ lên cao độ, nó sẽ sinh ra một cái tiếng bị xé tai, tức là ở cái giải cao. Với những dây kim loại thì nghe qua Trio này thì âm thanh thì gần như nó
đó là tạo sự hiện diện của rất là trung thực, tức là những dây lông nó ấm, nó dày và nó có độ âm thùng, nên tôi nghe lâu tôi cảm thấy rất thích. Nên với những dòng loa Chaio này thì tôi nghĩ là các bạn nghe chất acoustic hoặc vocal thì đây là một đôi loa rất tuyệt vời với dòng loa Buxell khi mình bắt đầu bước chân vào chơi âm thanh. Còn để phối ghép với nó thì chúng tôi sử dụng hệ thống nào? Vâng, chúng tôi cũng đến từ đất nước Ý. Đây, một hệ thống Roma, người ta của hãng Cinesis, người ta gọi là nghệ thuật trong âm nhạc. Với các kỹ sư của Roma này thì luôn đi tìm các chân lý riêng. Với những đôi tay già của người Việt Nam trước đây thì luôn luôn thích đường dẫn phải là bóng đèn và phần công suất thật lớn thì phải là bán dẫn để tăng được cái nhịp độ, tăng được cái độ dynamic và cái độ khỏe của phần công suất để đánh được những đôi loa khó tính. Thì gần như là nó đã hội tụ hết ở trong một bộ đôi này. Với đầu DC14 Roma này thì chúng tôi đã nhìn thấy đây là hệ thống bóng đèn và hai bóng EC88, tức là người ta nằm trên này để hiện tượng đây là cái tách âm, và người ta dùng hệ thống bóng này để làm cho âm thanh nó có độ mượt mà và trung thực và độ chính xác cao nhất, tốt nhất, chất lượng nhất thì đã được nằm trong này. Và với phần công suất thì cũng vậy, người ta cũng lấy nguồn vẫn vào là đường pre, sau đó là người ta đưa qua hệ thống pre bóng và người ta chuyển qua đánh mạch nguồn rung, tức là đánh mạch grad D lên tới tận 200W cho một kênh. Với một chiếc âm ly nhỏ như này, nó có trọng lượng trên 12kg nhưng mà có hiện tượng lên tận 200W thì các bạn thấy sao? Tức là đây là hội tụ tinh hoa của tất cả những dòng sản phẩm tốt nhất, mới nhất trên thị trường mà đã đưa được vào dòng sản phẩm này. Đó là phần dẫn là phần bóng đèn và phần công suất là phần grad D, tức là lấy mạch công suất lớn. Nhưng còn màu sắc âm thanh thì như thế nào? Tí nữa các bạn sẽ để ý cho tôi về cái chất lượng volume này, tôi chỉ cần nhích lên thôi thì âm thanh nó đã khác biệt, tức là cái phần công suất nó rất là lớn. Mà trong đó cặp loa này yêu cầu công suất là sẽ từ 50W đến 150W hoặc 140W. Thì các bạn sẽ thấy là cái âm đi này nó dư thừa năng lượng như thế nào. Nhưng mà ngược lại, cái sự dư thừa này thì nó đã đảm bảo cho các bạn cái độ tĩnh nền và cái độ hay, độ sâu, thì tôi thấy nó là một sự phối ghép cực kỳ hoàn hảo với bộ đôi combo này đến từ đất nước Ý, là với màu sắc âm thanh. Còn phần thứ hai nữa là về phần các phần suộc vào của phần âm ly này thì tôi thấy cũng rất hay. Nó chỉ có hai suộc cơ bản là Lin 1, Lin 2 để cho các bạn theo chơi theo định dạng analog bình thường. Và nó có thêm một phần nữa là phần pre-out để các bạn có thể chơi đấy như là một chiếc pre âm ly, hoặc các bạn có thể chơi đấy như một cái sub out. Nhưng không thể không nói tới cái phần phono, nó được lợi thế là phần pre đèn rồi thì phần phono nó cũng đã được lợi thế thêm. Thì các bạn có thể chơi thêm một cái mâm đĩa than để vào đây để mình có một chất âm thuần analog đảm bảo một màu sắc âm thanh hoàn hảo. Và với bộ đôi này thì tôi thấy đây thực sự là đẹp, vì trên mặt đây thì các bạn nhìn thấy lại là một chút về hình thức. Vâng, những đường khía như này và đã được sơn mài, sau đó được sơn bóng 13 lớp chống xước hoàn toàn. Và với hình thể như này thì tôi thấy trông nó rất là nhỏ gọn, nhưng mà thực tế ra thì nhìn trông lại rất là ưng cái mắt, là vì nó quá hoàn hảo rồi. Đôi loa thì có vỏ vân gỗ, bộ âm ly thì có được cả một cái sự của sơn mài trang nhã lịch sự và sự hoàn hảo. Còn màu sắc âm thanh bây giờ để dành cho các bạn, và chúng ta sẽ cùng thưởng lãm xem màu sắc âm thanh của người Ý được như thế nào, nghe ra làm sao, có phù hợp với đôi tai người Việt mình không, thì mời các bạn. Đến dân ta, em đến sân nhà đưa tiễn người trai lính Việt Nam, cầm chắc đôi tay ghi vào nơi tâm tư ngành thanh, gió khuya ôi lạnh xa ướt nhẹ đôi ta áo, tàu xa dần rồi. Thank you.
Sự lợi thế rất rõ nét của bộ đôi này với phần trung trung trầm thì rất là dày trầm ấm, nhưng mà các bạn cũng không phải quá lo vì đây là một đôi loa bookshelf lớn nên cái dải trầm nó xuống cũng rất là sâu và phù hợp với cả phòng nghe của nhà người Việt mình. Các bạn thấy có một bộ đôi nào mà nó thực xứng đáng với cả mình thì tôi nghĩ đây chính là một bộ đôi tôi đề cử để cho các bạn thi chơi dòng bookshelf và bắt đầu nhập môn với audio. Các bạn thấy hay thì hãy vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc. Xin hẹn các bạn vào ít phút sau.